Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Dung Hà bà trùm đất cảng lấy số bằng vụ cướp ngục cứu tình tử tù. Ngang dọc giang hồ cuối cùng chết dưới tay người em. Thưa quý vị, Dung Hà chết trong một cuộc thanh toán đẫm máu ở Sài Gòn. Năm cam chịu mua, hai bánh thực hiện. Vũ Thị Hoàng Dung, tức Dung Hà, là con út trong gia đình có ba chị em gái. Trú tại số 2/23 phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, nơi giao thương sầm uất có chợ sắt, chợ đổ, bến xe Tam Bạc. Dung Hà sớm có máu giang hồ, thì bước vào đời với hai tiền án hình sự, một cướp giật, một gây rối trực tự công cộng. Thì chọn cho mình cách chiến thần bằng con đường cờ bạc, bảo kê. Hình thức kiếm tiền bằng bài bạc của Dung Hà là đứng ra lập công ty, mà thị là người đứng đầu hay còn gọi là người giang tẩy. Chỉ sau thời gian ngắn, Dung Hà mở công ty cờ bạc ở khắp mọi nơi, nhưng tụ điểm chính vẫn là ở ngay tại nhà, số 2/23 Tràng Trình. Về sau, loại hình cờ bạc này phổ biến đến nỗi được gọi là cờ bạc công ty, theo kiểu của Dung Hà, là dạng sòng bài được tổ chức có quy mô, quy tụ con bạc từ các quận huyện của Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Các sòng bạc này được bố trí ở khắp mọi nơi, trong thành phố hay ngoại ô, thậm chí là trên huyện hay vòng vòng ngoài sông. Theo chia sẻ của người chơi, các sòng bạc này chủ yếu sát phạt qua hình thức sóc đĩa. Loại hình cờ bạc phổ biến sử dụng các miếng bìa hình tròn, có hai mặt trắng đen, ăn thua thông qua việc chọn cửa chẵn hay lẻ. Các sòng bạc này có đông đảo các đối tượng giang hồ máu mặt đứng ra vận hành và thu phí. Kiểu thu phí này còn được biết đến với cái tên cắt đầu sâu, tức là mỗi lần con bạc đặt cửa, dù chưa biết được hay thua sẽ bị cắt phí. Thường là 10%, đặt 10 ăn 9. Nên nhìn chung các con bạc cứ say sưa sát phạt, về cuối thì người được là nhà cái. Bởi vậy mà thời điểm đó không ít gia đình tan nát vì cờ bạc công ty. Các sòng bạc của Dung Hà cũng được cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Theo lời kể của dân trong ngành, quanh khu vực sòng bài luôn có hàng chục giang hồ ngồi tản mát trong các quán nước, có khi hóa thân thành xe ôm bên vệ đường nghe ngóng. Hễ có động sẽ lập tức báo về trung tâm. Hồi những năm 90, công ty là một thuật ngữ mà không con bạc đất cảng nào không biết. Nhưng chỉ có những tay to, dám chơi lớn mới từng bước chân vào, đủ để thấy số của Dung Hà lớn như thế nào. Trong số những người tình đi qua cuộc đời Dung Hà thì Hùng Cớm có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của bà Trùm. Bà Trùm si tình Dung Hà từng tổ chức vượt ngục cho người tình sát ngày tử hình nhưng bất thành. Cuộc sống tình cảm phức tạp của Dung Hà là đề tài tranh cãi trong một thời gian dài với nhiều luồng ý kiến. Có tình yêu thật sự, có thứ thoáng qua hoặc giả cũng chỉ là một trong những thủ đoạn của Dung Hà để lấy số má trong giới giang hồ. Tuy nhiên, những con người cả nam lẫn nữ mà Dung Hà từng yêu đều có thật, nhất là tình yêu với kẻ tử tù Hùng Cớm, người được bà Trùm vạch ra một kế hoạch tinh vi và táo bạo để giải cứu khỏi nhà tù trong những ngày chờ thi hành án tử. Theo tư liệu báo chí, khi Hùng Cớm bị tử hình, Dung Hà vẫn ấp ủ ý định giải cứu cho người tình. Sau khi Hùng Cớm được chuyển vào phòng biệt giam dành cho tử tù ở trại giam Hải Phòng, ở bên ngoài, Dung Hà đang ngấm ngầm một thực hiện kế hoạch đồng trời với mục đích cướp tù. Thực hiện kế hoạch này, Dung Hà đã huy động cả trăm đàn em chuẩn bị xe cộ, phương tiện vũ khí cho ngày giải cứu. Phương án cướp tù là Dung Hà sẽ tìm cách tuồn một quả lựu đạn qua đường quả tiếp tế vào cho Hùng Cớm ở bên phía trong. Hùng Cớm sẽ dùng quả lựu đạn đó để khống chế cán bộ quản giáo rồi thoát ra ngoài cổng trại. Phía bên ngoài, Dung Hà đã bố trí cả chục chiếc xe ô tô cùng rất nhiều phương tiện xe cộ các loại. Ô tô sẽ dùng để chở Hùng thoát ra phía cảng biển, nơi đã có xuồng cao tốc chờ sẵn để ra phao số 0. Hùng thoát sang nước ngoài, các loại xe cộ khác dùng để ngăn cản lực lượng công an khi bị truy đuổi. Kế hoạch giải cứu người tình được lên kế hoạch tỉ mỉ và chỉ chờ đến ngày đẹp. Tuy nhiên, kế hoạch này không qua mắt được cơ quan chức năng và bị ngăn chặn kịp thời. Dung Hà bất lực trong việc giải cứu người tình, nhưng thì hắn không phải buồn quá lâu. Cuộc giải cứu bất thành nhưng tiếng dữ đồn xa, trước giờ làm gì có ai dám cả gan cướp ngục. Chỉ Dung Hà có cái gan đó, không ít người cho rằng đây chẳng qua là một hành động lấy số của ải giang hồ lắm mưu mẹo. Sau đó băng của Dung Hà lên như diều gặp gió, hàng loạt những anh chị có máu mặt quy phục dưới tên của Dung Hà. Cho đến bây giờ cũng chỉ có Dung Hà mới thật sự được coi là trùm của cả thế giới giang hồ đất cảng. Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 2 tháng 10 năm 2000, một tiếng súng khô khốc lạnh lùng vang lên trong đêm vắng trước số 17 Bùi Thị Xuân, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó là một phụ nữ ngã gục xuống. Sát thủ mang tên Hưng Phi Nhan, còn nạn nhân là Dung Hà, một bà trùm nổi tiếng giang hồ đất cảng. Đến nay, dân giang hồ đất cảng nói riêng và giang hồ cả nước nói chung đều coi đêm mùng 2 tháng 10 năm 2000 là một bước ngoặt của lịch sử tội phạm Việt Nam, khi bà trùm khét tiếng bị hạ thủ lúc đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực đen. Việc bà trùm Dung Hà bị hạ thủ khiến giang hồ đất cảng ở Sài Thành như trắng mất đầu.
bởi thời điểm đó chưa giang hồ đất cảng nào đủ lực và tâm để làm đối thủ với Nam Cam. Khi còn sống, Dung Hà lừng lẫy trong giới tội phạm là như thế, nhưng sau cái chết của chị Trùm, đám đệ tử thân tín cũng đã tan tác bởi sự nghiêm trị của pháp luật. Gan kết nghĩa minh sức, kẻ từng được xưng tụng là đại ca đất cảng, một thuở cũng đã phải ngồi tù vì hành vi vi phạm pháp luật. Chị cáo anh Hà cũng nhập kho về tội tổ chức đánh bạc. Cuối những năm 90, Nam Cam là trùm xã hội đen ở thành phố Hồ Chí Minh. Bằng các hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức bài bạc, bảo kê, Nam Cam và những đàn em của y đã thực sự trở thành nỗi kinh hoàng của người dân thành phố khi đó. Việc chủ mưu giết Dung Hà là một trong những trọng tội dẫn tới án tử hình của Nam Cam. Sau khi Dung Hà bị ám sát, lực lượng điều tra hình sự đã nắm được mối quan hệ trong giới giang hồ của cô ta, nên sau đó đã nhận định đây là vụ thanh toán nhau để giải quyết bất hòa giữa các băng nhóm. Tuy là phần nữ nhi, nhưng Dung Hà đã sớm tỏ ra thiên hạ biết mình không phải là kẻ chân yếu tay mềm, liệu yếu đào tư. Bằng chứng là nữ giang hồ này đã tích lũy được một mớ tiền án tiền sự về các tội cướp giật, đánh nhau, gây mất trật tự trị an và tổ chức đánh bạc. Được biết vào tháng 10 năm 1998, Dung Hà vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, được Nam Cam nâng đỡ cho mở sòng bạc tại 17 Bùi Thị Xuân, quận Nhất và có quan hệ với các băng nhóm, đối tượng đáng ngờ khác, trong đó có Nguyễn Tuấn Hải, thường gọi là Hải Bánh, sinh năm 1967, ngụ phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, đàn em thân tín của Nam Cam. Hải Bánh trước đó cũng từng được Dung Hà coi như cánh tay đắc lực, nắm đầu dây mối nhợ của đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Dân giang hồ đất cảng khi ấy, không ai không biết Hải Bánh là một trong những đàn em thân tín nhất của bà Trùm. Theo lời khai của Hải Bánh, tuy được Nam Cam giúp đỡ nhiều, nhưng để bành trướng thế lực đám giang hồ từ Hải Phòng vào, nhưng Dung Hà đã coi Nam Cam chẳng ra gì, liên tục yêu sách quậy phá việc làm ăn của băng nhóm do Nam Cam chỉ huy, trong đó có Hải Bánh. Hết sức bực tức, căm phẫn trước hành động thách thức đó của Dung Hà, Nam Cam bảo Hải Bánh phải gặp Dung Hà và sau đó là lên kế hoạch ám sát bà Trùm. Mặc dù từng là nỗi khiếp sợ của giới giang hồ thời điểm đó, nhưng cuối cùng Dung Hà đã phải chết trong tay đám người từng coi là anh em thân tín. Oai chứng, giang hồ của Dung Hà nơi đất cảng chỉ còn sót lại duy nhất nấm mồ hoang lạnh, nằm trong góc khuất của nghĩa trang Ninh Hải. Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi găm hàng trục lợi. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương chủ động hơn trong điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi. Chiều nay ngày 8 tháng 2, tại trụ sở chính Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hiện tại nguồn cung xăng dầu trong nước đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, còn lại 25% là nhập khẩu. Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn, chiếm trên 90% thị phần. Việc bán hàng vẫn được duy trì liên tục từ trước Tết Nguyên Đán đến nay. Tuy nhiên, thời gian qua tại một số địa phương có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Sự việc này đã được Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra. Theo đó, hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhỏ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá. Lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí cho biết, những vướng mắc trước mắt của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện đã được tháo gỡ. Từ giữa tháng 2, nhà máy sẽ dần hồi phục lại sản xuất như bình thường. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế, do đó phải được quản lý điều hành một cách khoa học chặt chẽ. Hiện nay, dự trữ trong nước đủ lớn, đồng thời Việt Nam có đầy đủ các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để bình ổn, đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất. Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương có đủ thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu. Do đó, Bộ Công Thương phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý của mình. Bộ cần chủ động hơn trong điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ cần thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính, Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra soát kỹ cơ chế chính sách hiện hành, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp, bởi đây là một mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa và đời sống nhân dân nên bắt buộc phải quản lý chặt chẽ và khoa học. Bộ Giáo dục đang rà soát sửa đổi chậm thông tư 01/2003 và 04.
Thưa quý vị, hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát, sửa đổi các thông tư số 01, 02, 03 và 04 để đảm bảo thống nhất với quy định mới. Cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách thức tổ chức cũng như việc bổ nhiệm. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại thông tư số 01 năm 2021, thông tư số 02, số 03 và số 04 năm 2021, ngày 2 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, công lập, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, công lập để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. Liên quan đến việc hướng dẫn để triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã ban hành công văn số 971 ngày 12 tháng 3 năm 2021 gửi các sở giáo dục và đào tạo trước thời điểm các thông tư số 01, 02, 03 và 04 đã có hiệu lực thi hành. Đồng thời, ngày 26 tháng 4 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các sở giáo dục và đào tạo tài liệu giải đáp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của địa phương trong việc triển khai thực hiện các thông tư số 01, 02, 03 và 04, gửi kèm công văn số 416 ngày 26 tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101 ngày 1 tháng 9 năm 2017 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021. Theo đó, điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành như sau. Mỗi chuyên ngành có một chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần. Trước đây, tại điểm A khoảng 3, điều 26 Nghị định số 101 quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là một trong những điều kiện để cán bộ công chức viên chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, đăng ký dự thi thăng hạng, xét bổ nhiệm vào ngạch, hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề. Do đó, tại các thông tư số 01, 02, 03 và 04, quy định giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng hạng. Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát, sửa đổi các thông tư số 01, 02, 03 và 04 để đảm bảo thống nhất với quy định mới và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo công văn hướng dẫn số 5392 ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 4 điều 1 và khoản 3 điều 2 Nghị định số 89 năm 2001. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cử tri Cao Bằng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.